Cái hồ này mình cấu mỏ mấy ngày thống, không biết là do thời tiết hay là do hồ không có cá nữa. Cái thế nhá. Mình quyết định bỏ 50 triệu ra mua hết cả trong hồ. Một ống hút hồ này được không? Được còn 13 ống một lúc thì đã. Mình tưởng là còn ít cả cho mọi người nhìn này. Mặt nước toàn lan tan lan tan. Mấy anh này hút cái hồ này không cần máy, đổ cái đồ nước vào cái ống này một người bịt ở dưới á. Xong tí nữa cắm cái vòi xuống. Nước từ chảy ra nhưng mà hút một lần 10 vòi thì cũng tốc độ phết á. Tí nhớ trừ tiền công ấy nhá. Uống lên. Uống lên. Cầm xuống ấy. Rồi, cầm xuống rồi. Thả đây. Rồi. Tiếp theo là ống thứ 2. Ống thứ 3. Ống thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lúc đầu mình tưởng ngon ăn nhưng mà kết thúc ngày đầu tiên nước còn nguyên. Mình đã bổ sung thêm một vài ống hút nữa và chờ thêm một ngày nữa trôi qua. Mình bây giờ vừa mới đến hồ mà thấy mọi người đã chờ hồ rồi. Này, nhìn mức nước là ngạc nhiên luôn. Thằng là bút gâu là bút. Bà Phương, thôi. Không xuống bắt ông à? Ông là thằng mạnh không cho bắt. Thằng người lao nữa. Thằng nào lao nữa. Thằng nhà không cho bà bắt ốc. Không cho bà bắt ốc, lao thế đó. Đây, bảo các bà đừng có bắt ốc nha. Bà đừng có bắt ốc nha, ốc để cho cháu. Hắn lại nhủ nó xuống bắt tép. Tép thì hắn chưa nổi, các bà chưa xuống được. À. Ừ, nên là tí nữa cho bắt tép đi. Đấy, dàn diễn viên quân chúng. Nhưng mà ông nào mà chưa cá chân, cá chưa lên là tép hắn chưa lên. Khi mô cá lên, tép hắn mới lên đó. Này, cho các bà đưa xúc lên, xúc cho là được nhiều lắm này. Dạ, có, tí cho ba xúc. Thật mà không, xúc cái cá to đi cho này. Nước là thấy nhiều cá hơn à. Ồ, cái ông đi bữa đi mới lên treo người bà. Không có nước là nhìn cá. Vừa đi lên treo cần treo cho bà với nhà vừa lên có quả rồi. Lên phần kỳ đó. Còn ba ba vậy á? Còn ba ba hả? Thầy hứa hả? Có ba ba. Đâu? Ý, ba ba đâu, đâu, đâu làm được rồi. Ba ba đâu? 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 Vết chân đó, cái này đi mà không. Vậy anh em nói là có ba ba nữa nhá. Đó, dầu chân đó. Dầu chân ba ba hay chân người anh? Chân ba ba. Xuống đây mà quay đấy. Dầu chân ba ba rồi tí. Có ba ba. Ê, mình thấy dầu chân ba ba đây đây này. Đây đây. À, con ba ba đi hình ạ. Lươn 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 đây này. Đây, chỉ xuống đấy, chỉ xuống đấy, chỉ xuống đấy. Các bác nào có kinh nghiệm là biết là đây dầu chân ba ba nhá. Ố, hay là chủ một đấy hay. Hả? Không có. Ủa, ba cầm sàn bi luôn hả? Sàn gì nữa? Đây là xin cá về các con. Ôi, chưa kiếm tôi xin cá nữa. Ba, xuồng xuồng bắt cá với cháu thì mời tôi lấy cá. Đó, đồng ý không? Đồng ý. Sẵn quân lên. Không phải sẵn, lên xuống luôn. Ba đoàn sẽ vào đấy thì khoảng tâm mấy cân cá. Đây à, mấy tả cho tấn cho mấy tấn, bởi vì nhiều mà. Nhưng mà còn riêng cháu bà thì phải lấy đi. Một tả. Còn mất khả năng cái tủ thì hơi nhỏ đó. Rồi bây giờ mọi người nhá, hào hức quá đi. Bây giờ nhá, tất cả mọi người chạy dí chuyển xuống đây. Bắt tao một cái lên đây, mấy tả cũng bắt hết, ok? Lỗ đâu. Mới rẻ khai hỏa bằng một phát chai. Anh Hào xuống xuống. Anh Hào sẽ ném phát chai đầu tiên nhá. Ném tròn hơn con nào nào luôn. Ui lún. Rồi 3, 2, 1. Rồi ném đi. Đúng rồi, kéo đi. Đấy, kéo đi. Từ từ đấy nó cuốn vào đã. Đúng rồi. Có. Chết rồi. Mẹ đầu tiên nhá. Nào, ui cả cầm đèn đấy. Ui, chính ca cặp cầm đèn nữa. Từ từ thôi. Ui, nhiều cả lắm. Ui, quả ơi. Nào con này. Ok cả trâu rồi này. Anh em mình bồi chu rồi.
đây trầm nén này, cà rau này, ô trầm cỏ, trầm cỏ, chôi, cà rô này, chuối này, cà chép này. Ủa, cá. Hả? Ở trên 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 đây. Thôi, dư gờ ra đi để em nèm phát coi có hơi nhiều hơn anh không? Từ từ thì. Ê, anh người ôm mà cũng có thùng này. Sao trong quăng được nhiều đấy em dỡ đâu hết rồi? Có biết gờ đâu? Vắt lên, vắt nó không ở đây. Vắt lên trên vai á, cánh tay á. Không được, nghĩ linh tinh nào. Chờ không? Vượt chim ra rồi. Đố chơi mua máy con. Quang trai ba tạ bây giờ sẽ cho hòa chỗ ta nhá. Đi này. Ôi kiểu gì cũng đầu cắn trước trai. Cái gì ơi? Ui. Con thấy ba ba. Cái gì ơi? Ôi dẫm à. Dường như con mụ ba ba. Cái gì ơi? Chắc đầu tiên của anh Hà đã lỗ. Không mà nhá. Lỗ đâu? Ba tạ bắt ba con. Nào, đây chú cho con mò kiểu này này. Rồi làm tàu trượt, mò đi. Mò. Chó thằng cháu nghịch cháu về bổ hẳn thấy clip. Đúng rồi. Đâu, mò chúng đâu? Đâu? Cá đâu? Đẩy rồi, đây, con đi, cá chày đây rồi. Đi lên đi, đi lên đi, này. Bầy rồi. Chày ra mắt rồi. Đây, đây, vẫn có kém à. Ôi, cái trâu à. Cái trâu luôn này. Cái trâu luôn. Wow, con trâu này đi. Gờ ra, gờ ra, gờ ra. Mẹ ăn này. Chửi vậy. Em mắt con to anh mắt không biết. Đây. Đây. Thấy chưa? Có phải là cứ biết quăng ra được đâu. Quăng linh tinh cũng được. To chưa? Mà quăng chài được đúng con cá trầu bằng cái chui liềm. Cầu như này á. Ừ. Nặng. Bắt con nữa. Đừng có bắt nữa hả? Hả? Bắt con mà. Đừng có bắt nữa mà. Mọi người này phổ biến luật chơi nha. Bắt một con trầm nén được 1 triệu, một con ba bá được 5 triệu nhá. Ba ba được bao tiền? Trầm nén 1 triệu. Ba ba 5 triệu. Bắt được một con ba ba to nhỏ cũng được 5 triệu nhá. 5 triệu. Ok. Được chưa? Xuống đi. Chưa được. Ra đây. Ah!
Nhúc nhích lên dậy, nhúc nhích lên dậy. Có chồng quay mà. Một triệu. Bạn đưa lên đi. Một triệu của ta đều. Đưa lên. Đưa lên, đưa lên. Ô ba ngoài. Bắt bằng tay thôi. Quay. Rồi. Quay. Đây, 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 đây. Đây, ôi trời ơi, nặng quá. Vung chúng ba đi. Vung chúng ba đi. Phải lấy cái thùng này đừng chứ. Thôi cho cái đâu chủ xuống tí. Cho cái đâu chủ xuống tí. Đó tê. Đến nhiều năm. Bến được rồi tê. Được có được rồi. Thèm chưa. Đây, đi vậy theo. Ô. Con mò nhá. Tôm. Tôm tép với cả bổng là nhiêu. Này đến bơ hết rồi này. Ô. Chạy đi, vô. Vô đi, không sợ. Ô, được cái tí mà xúc ra cả đồng luôn. Thấy chưa? Nhiều lắm. Đang sợ mà. Này, này, mà chú ơi. Cứ mỏi hướng tiếp. Ô, cầm lên. Đâu? Đâu phải cái xe xuống bên kia này. Bảo tới gần này. Má sao sao? Đây á, anh gắt. Về đừng có nói với bố là đi với chú con nhá. Nhá. Này, để cố bố giá cho bên giá nữa. Giá con thấy khổ. Giá con thấy khổ này. Trải nghiệm đó là thành phố á, thành phố về quê. Lần đầu tiên được trải nghiệm một cái việc hú táo này. Táo rồi đâu cũng mà. Hả? Đâu cũng mà. Cái sao lại đây cháu ơi? Bà cho con mua như thế nào bà ăn à? Sao có kinh rồi.
nó kẹt thì mới lạ. Đó, bà, 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 có biết à? Ai quăng? Tử tử mà ô, có biết lở cả. Khao nhằng bậc khắc. Mẹ đuổi hết rồi. Mẹ bảo chung nhỉ. Bảo chung nhỉ. Ôi. Ôi. Mẹ đuổi hết rồi. Ôi. Ôi. Mẹ lớn lên đây. Con này 15 cân chú à? Yeah. Hơi biến nhỉ. Con này 15 cân. Đến quá. To hơn. To hơn 15 cân. Chết rồi. Đây là lần đầu tiên. Đâu đâu, con đâu. Ơi. Cánh đi, cánh đi rồi. Chết, đi. Đó con mẹ rồi chứ. Đằng con mẹ. Đây là con đỉa. Chặn rồi, chặn rồi. Đón đi con, đón đi. Ôi con được quen. Nhanh lên. Đi được. Đi được không? Bây giờ mọi người bạn đang đi bắt cả con Minh, mình nghỉ ngơi một tí á. Đuổi rồi. Em mát xa chứ. Để anh ấy chứ. Để anh chăm sóc em, chăm sóc lai thôi. Nhanh lên. Nhanh lên xuống môi. Ê, xuống môi rồi nha. Thế đi đâu bây giờ mà xuống? Đang làm thế đấy. Tiếng đồng đần chi à? Thứ ba đi vàng mệt rồi. Thôi đang chạy mừng mà hai anh em học bà con. Bỏ cái thùng nó bắt lên luôn luôn luôn. Con nghĩ là tạo hiện trường giả đó. Còn có những người khác bắt. Không, chị biết rồi, đây là động cá đó, con đi của em rồi. Con đi của em bắt thứ này rồi đó. Con nạ,
Rồi mày ba ơi, như chiến lược tí nhá. Ý này, như chiến lược tí nhá mọi người. Mọi người bắt hết cá, xong rồi thả vào cái vùng đi giúp cháu, xong rồi cả là chia đều cho mọi người để cho công bằng. Ok. Rồi. Bắt cào vui không ba? Đây này. Bắt cào vui không? Có. Vui lắm. Rồi, cười lên. Bắt cũng mệt cực kỳ luôn. Đây, ba này. Đây, nhìn thấy đâu chưa? Giờ cho ba một tả cả ba có chờ, ba có xách về được nổi không? Có, càng nhiều càng ít. Ba xách cả luôn, con mẹ ở đó. Tối nhạt mới vui. Ôi, mảnh ơi. Bây giờ mình sẽ gọi mọi người về để chia cả, xong rồi cho mọi người đưa về rồi mới ra bắt tiếp. Tại vì để lâu còn chết là ướn hết bắt. Chia luôn đi anh ơi, chia luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chia cho mọi người chắc được một tà cả đó. Mình bắt hết là mọi người được tà cả cỏ. Bắt đi, nhiều mà. Bắt đi mọi người. Bắt đi, đó, bắt đi. Tập trung đi. Bây giờ mọi người tập trung bắt cả nhé. Vui tuyệt vời. Cảm ơn các chú các o nha. Dạ. Lòng ta mê say.